Bộ phim Lục Phiến Môn. Tập 7. Cô coi, chỉ nhờ Mai có một chút thôi mà cô coi bây giờ cái quần nó ngắn ngủn nè. Hạ nhân nào mà Mai chán như vậy? Sao Dương phủ lại thuê người giống như vậy chứ? Nếu là tôi đã đuổi từ lâu rồi. Cô nên đi nói chuyện với bọn họ lại đi. Nếu mà Quỳnh đã chê là không đẹp, vậy thì Quỳnh tự làm đi. Làm gì vậy? Tôi đâu có nói cô đâu. Bây giờ phải làm sao đây? Dương gia, Dương gia. Im lặng đi, khó khăn lắm Dương gia mới ngủ được. Đi lẹ, đi lẹ đi. Là thân được hành à? Dương gia, lúc nãy Tô tiểu thư lo lắng Dương gia thức giấc, Lực Hành thất lễ rồi. Giật Thanh thấy ta mấy ngày nay ngủ không ngon giấc, cho nên lo lắng thôi. Đúng vậy, Tô tiểu thư rất trung thành với Dương gia. Lực Hành à, cậu tới chỗ ta mấy ngày rồi, có quen không? Dương gia yên tâm, cũng nhờ Tô tiểu thư chăm sóc tốt. Ở trong Dương phủ, Giật Thanh là người thân cận nhất với ta. Nếu có vấn đề gì, cậu cứ việc tìm nó. Dương gia, thật ra có một chuyện muốn nói cho ngài biết. Đầu bếp trong phủ của ngài thật ra... Thân Lực Hành, hay mấy chuyện nhỏ nhặt này không cần nói với Dương gia đâu, tôi sẽ tự mình giải quyết mà. Nhà bếp làm sao vậy? Thì nấu đồ ăn rất là ngon. Là mấy ngày nay tôi mập lên mấy ký đó. Hồi nãy Quỳnh muốn nói chuyện nhà bếp bị mất đồ đúng không? Đồ có đâu, tôi có nói vậy sao? Quỳnh, rõ ràng Quỳnh muốn ra, đừng có ngụy biện. Con gái đúng là thích nghĩ lung tung mà. Nhưng nếu như cô đã đề cập tới thì tôi cũng nói thẳng, cô đừng có giấu giếm Dương gia nữa, nếu không nhà của Dương gia sẽ bị trộm đạo hết luôn đó. Tôi không có nói là tôi muốn giấu Dương gia. Dương gia tìm Quỳnh tới đây là muốn tìm người đã đổ oan cho người. Nhưng mà bây giờ từ sáng tới tối Quỳnh cứ tìm ăn trộm, Dương gia biết sẽ nghĩ Quỳnh sao đây? Tôi hiểu rồi. Thì ra cô đang lo lắng cho tôi. Không có, tôi đang lo cho Dương gia, hiểu chưa? Được rồi, cho dù thế nào, thật ra cô đã nghĩ nhiều rồi. Tôi bắt người đã hãm hại Dương gia cũng phải bắt trộm. Với năng lực của cô cảm thấy cô có thể bắt được loại giặc nào hả? Với bản lĩnh của Quỳnh thì có thể bắt được trộm sao? Đương nhiên rồi, tôi đã có mục tiêu nghi ngờ, chỉ chờ chứng cứ nữa mà thôi. Cô cứ chờ mà xem. Ê, chờ chút. Nè, cho tôi hả? Ừ. Chà, loại vải này rất tốt, cũng tốn không ít bạc nha. Đương nhiên rồi, Dương gia kêu tôi chăm sóc cho Quỳnh mà, không thể để Quỳnh mặc quần áo không ra gì mà ra vào Dương phủ. Tôi đã hiểu rồi, lại làm gì Dương gia. Dương gia đối với tôi tốt quá. Nhưng mà Quỳnh cũng là ân nhân cứu mạng của tôi, đây cũng là việc tôi nên làm. Vậy thì không được. Là ơn cứu mạng ít nhất cũng phải trả đàng hoàng chứ. Hả? Cô trả một cái quần là xong sao? Nói năng lung tung. Đây là phòng của tôi đó, Quỳnh đi về đi. Lão gia ông về rồi hả?
Dương gia, đây là canh dưỡng sinh con làm cho người. Giật Thành à, con cảm thấy thân lực hành thế nào? Dạ, đầu óc nhanh nhạy, năng lực điều tra và phân tích rất tốt. Mặc dù võ công huynh ấy rất bình thường, nhưng mà lá gan huynh ấy không nhỏ. Ta cũng biết chuyện này. Ta muốn hỏi là cảm nhận của con. Cảm nhận của Dương gia chính là cảm nhận của con. Nhật Thành à, ta đối với con thế nào, con cứ việc nói ra. Người đối với con ân nặng như núi, cũng giống như là phụ mẫu vậy. Vậy thì ta không vòng vo nữa. Con cũng đã tới tuổi cập kê rồi, cũng nên nói tới chuyện thành thân. Bỗng nhiên cảm thấy thân lực hành chính là một nơi nương tựa tốt. Giật Thanh chỉ một lòng một dạ phò tá Dương gia, không nghĩ gì hơn. Bây giờ Dương gia gặp nhiều khó khăn, Giật Thanh không dám nghĩ gì. Hơn nữa con với thân lực hành cũng không thân thiết, chỉ là quen biết trên đường vào kinh, hai người tụi con giống gì. Nhà đầu ngốc, con coi con đang nói gì kìa. Từ nhỏ con đã đi theo ta, đây là lần đầu tiên ta thấy con có biểu cảm như vậy khi nhắc tới người đó. Tại Dương gia hỏi tới, con không biết trả lời sao thôi. Là vì chuyện muốn nói quá nhiều, mà những chuyện khó nói thành lời cũng rất nhiều. Trong đầu suy nghĩ không ít chuyện, chuyện có thể nói ra lại quá ít, nên mới hoảng loạn như vậy. Tình cảm nam nữ là chuyện bình thường. Con đã là người luyện võ công thì không cần phải dọc do ngại ngùng, thích thì cứ nói thẳng. Bổn Dương sẽ cố gắng giúp đỡ con. Nếu Dương gia không còn chuyện gì nữa, Giật Thanh xin được cáo lui. Dương gia, bây giờ tình hình địch tối ta sáng, người này trốn trong phủ, chỉ sợ nhất thời không dám làm liều. Tôi đề nghị chúng ta dùng kế dụ rắn ra khỏi hang. Hoa mai rụng còn dương bảy phần, người muốn nên duyên phải chọn ngày lành. Ý của ngài là phải đợi hay là chủ động xuất kích? Kinh thi nhiều, nhưng mà tóm gọn một câu, lòng thuần chính. Trong đó có nhiều bài thơ miêu tả tình cảm nam nữ khiến ta phải rung động. Lực hành không hiểu. Cái ta nói là tình. Tình? Cậu cảm thấy Giật Thanh thế nào? Giật Thanh có tốt với cậu không? Vô cùng quan tâm, chăm sóc cẩn thận. Vậy còn cậu thì sao? Không lẽ cậu lại ghét nó à? Đương nhiên là không rồi. Vậy thì được rồi. Nam chưa vợ, nữ chưa chồng lại có tình cảm với nhau. Nếu cậu thật lòng với Giật Thanh, vậy thì ta tình nguyện sẽ làm Nguyệt Lão tác thành mối lương duyên này. Ý huynh đệ, hoa nào cần hái thì cứ hái. Đa tạ ý tốt của ngài. Chỉ là... Chẳng lẽ cậu đã có ý trung nhân rồi? Không phải. Dương gia, thật ra cha tôi đã đính ước cho tôi với một người khác rồi. À, thì ra là vậy. Đáng tiếc, chỉ sợ Giật Thanh phải thất vọng thôi. Đèn lồng đẹp đây. Dạ, sư phụ. Nghĩ gì? Cùng qua đó coi đi. Dạ, cô với Trương Quả Phụ cãi nhau nói kìa. Cái gì? Đi. Không coi là bản thân ông đi. Rõ ràng ông biết con dê này là tôi đặt mua để đại khách trong ngày tổ chức hỷ sự của Lợi Thành và con gái của nhà tôi. Bây giờ nói không bán là không bán là sao? Trời đất ơi, tôi nói cho ông nghe nè, ông đừng có làm khó con đồ tế nữa. Dù sao á, ông có mua con dê này thì vợ cũng có ăn được đâu. Ông coi, hôn sự con trai tôi chuẩn bị xong hết trơn rồi. Cần thịt dê coi như là ông đang làm việc tốt mà. Bà nói cái gì vậy? Sao tôi lại không cần? Trời đất ơi, ông làm như mọi người ở đây không biết vậy. Thì tới nhà ông, bỏ trốn với một cô gái khác rồi. Hôn sự tôi nhớ thay quỷ rồi. Thôi coi như ông dừng bước
nhường ghế cho tôi đi. Ai nói là hôn sự bị hủy? Ghế khơi, cô không cần tức giận. Không phải nhà tôi có việc cần dụng gấp sao? Bà dựa vào đâu mà nói năng như vậy? Tận tai nghe thấy hay là tận mắt nhìn thấy chứ? Cả cái thôn này đều nói vậy mà. Có phải mình tôi nói đâu chứ? Là ai nói vậy? Bà kêu họ ra đây đi. Tôi muốn ba mặt một lời nói cho rõ ràng. Nếu như không có chứng cứ mà dám nói năng lung tung, coi chừng gặp báo ứng đó. Tôi muốn nói cho mấy người biết, thân lão gia đã tới nhà tôi để bàn hôn sự rồi. Hỷ sự vẫn đang được chuẩn bị. Đợi sau khi thân lực hành phá án trở về, chúng tôi lập tức thành thân. Con trai bà thành thân cần dê thì tự bỏ tiền ra mà đặt. Con này là của nhà tôi, không có cho ai hết. Là không đồ tể bán cho tôi mà. Con nói với ông ấy đi. Tôn đồ tể, một con mà ông bán cho hai nhà là sao đấy? Tôi đã đợi hết 2 tháng rồi, cứ đợi vậy dê con thành dê già luôn. Như vậy tới cuối cùng tôi cũng bị lỗ rồi. Không đợi lâu nữa đâu, 2 ngày nữa thành thân. Ông cầm lấy bạc đi. Cha, chúng ta đi. Ôi trời, đáng ghét. Dê của tôi, dê của tôi, dê của tôi mà. Giật Thanh à, con hãy tới đạo quán ngoài thành sắp xếp một chút. Ta chuẩn bị tới đó mấy ngày. Bây giờ không phải là ngày rằm, sao người lại muốn tới đạo quán? Con cứ đi chuẩn bị đi, đợi 2 hôm nữa ta sẽ xuất phát. Nhưng không phải chuyện quan trọng nhất bây giờ là tìm ra kẻ hãm hại người sao? Dương gia, người làm vậy. Không phải, ta đã giao chuyện điều tra cho thân lực hành rồi sao? Ta ở chỗ này, ngược lại con lại cản trở cô ấy điều tra. Một mình huynh ấy hả? Cho nên con hãy giúp đỡ cậu ấy. Ngoài ra ta phải tổ chức yến tiệc, và còn phải mời tất cả các danh môn quyền quý có giao tình với ta trong kinh thành tới Dương phủ tham gia. Tới hay không không sao, quan trọng nhất là phải gửi thiệp cho họ mới được. Con hiểu rồi, người làm như vậy là muốn thả mồi câu cá dụ rắn ra hang đúng không? Phải mau hành động, con hãy mau đi viết thiệp mời đi. Dạ. Giật Thanh à, cái cậu thân lực hành tốt thì tốt, nhưng mà ta nghe nói là cậu ấy đã có đính hôn ở quê nhà rồi. Giật Thanh à, trên đời này có thiếu gì hoa thơm, con cũng đừng quá cố chấp. Dương gia, người đừng chọc con. Bây giờ nhiệm vụ hàng đầu của con là bắt được kẻ hãm hại ngươi. Những chuyện khác không quan trọng. Dương gia, chúc mừng ngài chữa được nỗi quan bỉ cực thái lai. Bỉ cực thái lai. Tất cả đều nhờ vào hoàng ân phù hộ thôi. Hoàng thượng vì nước vì dân làm việc quá sức, long thể bất an, lại còn giải nạn cho ta. Ta lại không thể giúp đỡ cho người. Mỗi lần cảm kích thánh ân thì lại cảm thấy hổ thẹn, bỗng như ngu dốt, không thể giúp hoàng thượng chia sẻ quốc sự. Nếu trời cao đã có đức hiếu sinh, vậy thì hãy đem bệnh tình của hoàng thượng truyền hết sang cho ta. Dương gia, hoàng thượng, các nhân thiên tướng, ngài cũng không cần phải lo lắng quá đâu. Ta quyết định tạm thời rời kinh, tới đạo quán ngoại thành cầu phúc cho hoàng thượng, sẵn tiện tránh đi những lời đồn thị phi trong kinh. Tấm lòng của Dương gia dành cho hoàng thượng, tin rằng trời cao cũng sẽ cảm thấy động lòng, có thể đem may mắn tới cho hoàng thượng đó. Chung rượu này khấn cầu trời cao ban phúc, hy vọng hoàng thượng sớm ngày bình phục, long thể an khang, quốc mệnh bền lâu. Cạn. Dương gia, mời. Mời Dương gia. Mời Dương gia. Mời. Giật Thanh à, sau khi ta đi rồi, chuyện điều tra vụ án sẽ giao lại cho con và thân lực hành. Trong Dương phủ, người mà ta tin tưởng nhất chỉ có mỗi mình con, đã làm phiền con. Dương gia yên tâm, con biết cần nhắc. Con là người nhìn xa trông rộng, trước giờ chưa từng làm cho bỗng dưng thất vọng.
Nè, nhìn quần của tôi đi, kích cỡ rất vừa vặn. Lúc nãy trong buổi tiệc Quỳnh có phát hiện gì không? Dương gia chỉ mới thả mồi thôi, phải đợi kẻ thù có sự phản ứng thì mới tính tiếp được. Ngày nào chúng chưa chịu hành động thì Dương gia lại chưa hồi kinh được. Mục đích của chúng là hãm hại Tề Dương. Bây giờ Dương gia đi rồi, nhất định hắn sẽ thừa cơ làm loạn. Yên tâm đi, nhất định có thể bắt được. Mong là vậy. Nè, cô bận suốt cả buổi trưa rồi, có đói không? Tôi mời cô ăn cơm. Không cần đâu. Khách sáo làm gì chứ, cô còn tặng quần cho tôi mà. Nè. Hey, nè. Sao huynh không sửa được cái tật cờ bạc xấu xa này chứ? Từ bây giờ huynh ấy sẽ không cờ bạc nữa đâu. Chuyện làm tôi tức giận á là hắn dám ngang nhiên tìm tới Dương phủ để kiếm tôi. Huynh không biết huynh là người của Lưu Cát Lưu đại nhân hay sao? Mũi phu à, giúp ta lần này nữa thôi, sau này để nói gì ta cũng nghe. Bây giờ hai bên đã người sống ta chết rồi, nếu để Lưu Cát biết quan hệ của chúng ta phải làm sao đây? Hơn nữa, nếu như sau này xảy ra chuyện gì á, huynh có thể gánh vác trách nhiệm nổi không? Huynh cũng sợ người ta tìm tới Lưu phủ nè, gây ra rắc rối, làm hỏng mọi chuyện. Huynh có tới đó cờ bạc, lúc đầu như diều gặp gió thì thừa thắng xông lên thôi, nhưng mà kết quả thua liên tiếp một đêm. Trong chuyện này nhất định là có uổng khúc. Đó là cái sòng bạc nào vậy mà dám ức hiếp người ta dữ vậy? Bỏ qua đi, đám người đó đông lắm đó, lòng dạ hiểm ác, nên cứ coi như là mình xui xẻo đi. Tôi là quản gia của Tề Dương phủ, thách chúng cũng không dám làm gì tôi. Đương nhiên rồi. Ngày mai tôi nhất định phải xông vào chỗ đàm rồng hang hổ này. Mau lấy thứ trong tay áo của người ra, nhanh lên đi. Tay của tôi không có gì hết á. Các vị, hắn chơi ăn gian. Hắn chơi ăn gian đó. Rõ ràng tôi thua rồi, còn ăn giả nữa tôi ăn gian hồi nào chứ? Ăn giả sao? Ngươi đã giấu bài còn nói ta ăn giả sao? Ngươi có dám mở tay ra không? Nếu trong tay tôi không có gì, ngươi mở tay trước đi. Được, tôi sẽ mở ra cho coi. Nè, có không? Thấy rõ chưa? Có không? Dám giở trò ở địa bàn của ta sao? Ngươi muốn ăn đòn hả? Hả? Mau tiếp đãi hắn đi. Nè, tôi muốn làm chứng. Chắc chắn là hắn đã ăn gian. Nói bậy bạ gì vậy? Ngươi đưa bằng chứng ra đây. Kẻ số 9 ở trong tay áo của ngươi đó. Đúng vậy. Ta thấy rõ ràng hai ngươi đã cấu kết từ trước, định moi tiền ở chỗ của ta hay sao hả? Mau đuổi hai tên này ra ngoài cho ta. Đợi đó. Để ta coi trong đám các người ai dám đuổi chúng ta đi. Cút đi. Ôi. Đứng dậy đi. Thôi mà, được rồi mà. Nè, sao tôi thấy cậu quen mặt quá vậy? Hình như gặp ở đâu rồi á. Chắc là do có duyên, vừa mới gặp đã thấy quen đó. Thấy quen cũng liền đúng à. Quỳnh đệ, lúc nãy may mà có cậu trong đó binh giật cho tôi đó nha. Gặp phải đám lưu manh không nói lý lẽ, hại tôi thua hết tiền luôn. Nếu không tôi đã mời cậu uống rượu rồi. Không cần đâu, để ta mời. Làm vậy tôi ngại lắm á. Đừng có vậy mà. Có gì khác biệt đâu, đi thôi mà, đi. Quỳnh đệ à, cậu cũng là người kinh thành hả? Tôi ở Thông Châu. Vậy thì bình thường cậu kiếm sống bằng nghề gì vậy hả? Không sợ huynh chê cười, tôi không có bản lĩnh gì hết. Đều là dựa vào mấy miếng đất mà tổ tiên để lại cho tôi. Không thi công danh cũng không buôn bán, nhờ thu tiền ruộng mà sống qua ngày thôi. Ê, trời ơi, cuộc sống của cậu đúng là thiệt làm tôi ganh tị quá trời luôn. Còn huynh làm việc ở đâu? Tôi hả? Tôi làm quản gia cho người ta. Cạn. Nè, uống hết nha. Khách quan đi thông thả nha. Nè. Quỳnh đệ à, cậu là một người rất hào phóng, có thể kết giao với một người bằng hữu như cậu á, tôi thấy rất vinh hạnh đó nha. Coi như chầu rượu hôm nay tôi nợ cậu đi, bữa khác tôi nhất định mời lại cậu nha. Chúng ta vừa gặp đã thân. Đúng vậy. Hôm nay chúng ta lại cùng nhau uống rượu nha. Hả? Nhất định rồi, xin cáo từ. Cáo từ. Mời. Việc đông à? Dạ. Lát nữa con đem mấy thứ vừa mới mua, đem chia thành từng phần giùm cho ta nha. Dạ. Một phần để tặng, một phần giữ lại một phần. Ủa, tôi cô nương. Việc đông. Thân đại thúc, thúc có biết thân lực hành đang ở đâu hay không?
Không phải nó vẫn luôn ở trong Tề Dương phủ của các người sao? Sao tự nhiên lại chạy tới đây để hỏi ta chứ? Bởi vì mấy ngày nay Quỳnh ấy không có tới Dương phủ, nên con mới tới tìm thúc hỏi. Vậy thì đúng rồi, trước giờ Lực Hành vẫn luôn xuất quỷ nhập thần như vậy. Thân đại thúc, thúc thật sự không biết thân Lực Hành đang ở đâu hả? Cũng có thể nó về quê để đi thăm vợ thì sao? Gặp vợ sao? Là gặp vợ của ai chứ? Không lẽ đi gặp vợ người khác sao? Đương nhiên là đi gặp vợ của nó rồi. Tôi cô nương, ta nói thật cho cô biết luôn, ta vốn dĩ không muốn Lực Hành đi điều tra vụ án trong Tề Dương phủ giùm cô đâu. Ta là cha nó, ta chỉ hy vọng nó có thể nhanh chóng trở về quê thành thân với Nhuế Khê thôi. Đợi sau khi hai đứa nó thành thân xong, hai đứa nó muốn ra ngoài du ngoạn cũng được, muốn ở nhà làm ruộng cũng được. Chỉ cần hai đứa có được cuộc sống bình yên, cách xa những người có những chuyện phức tạp lộn xộn trong kinh thành này là được rồi. Thân đại thúc, con có bức thư phiền thúc đưa cho thân Lực Hành. Trời ơi, còn nói người đó sư phụ, người cũng nói năng cay nghiệt quá rồi đó. Sao lại ức hiếp một cô nương như vậy chứ? Ai ức hiếp cô ta chứ? Tôi thằng ngốc cũng nghe thấy người cay nghiệt ức hiếp người ta đó. Chuyện ta nói là sự thật, chẳng lẽ không cho ta nói hay sao? Sự thật hả? Sự thật là Lực Hành đã đi tìm vợ của nấy hả? Bộ của nấy muốn thành thân hả? Đã biết như vậy còn không mau đi tìm nó cho ta đi. Đi mau đi mau đi mau. Đi mau đi. Tiền của ta. Ngươi lại dám giở trò móc túi trước Lục Phiến Môn của ta. Đây là bộ khoái cái kiểu gì vậy? Là huynh hả? Mấy ngày nay đi đâu vậy? Cha huynh tìm huynh khắp nơi đó. Huynh đã tìm được nghi phạm trong chuyện bắt nội gián cho Tề Dương, nhưng để lấy sự tín nhiệm của hắn thì cần chút thời gian. Huynh cần để diễn kịch với huynh. Được thôi, dễ mà. Ê, trả tiền cho đệ. Nè, giúp tôi với, giúp tôi với. Tôi cần tiền. Mấy ngày nay Quỳnh đi đâu vậy? Điều tra. Điều tra mà ăn mặc như vậy sao? Dương gia giờ đi thì Quỳnh quên chính sự rồi. Nè, cô đừng có lấy giả tiểu nhân đo lòng quân tử nghe. Nghe tôi nói đi, tôi tạm thời phải rời khỏi Dương phủ. Muốn đi thì đi, dù sao Quỳnh cũng đã có gia thất rồi mà. Gia thất cái gì? Bây giờ tôi sắp điều tra ra được chân tướng rồi. Để tránh chuyện đánh rắn đồng cỏ, tôi phải lánh mặt thôi. Đủ rồi, đa tạ. Đặt bếp, đặt bếp, đặt bếp. Tiểu, tiểu, tiểu. Trời ơi, thiệt tình. Đi thôi. Nè, 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 nè. Mới nói đã đi xong. Nè, đừng có đi về mà. Trời, hôm nay tôi xui quá, thua sạch túi rồi. Không sao đâu, nè, cầm đi, đi gỡ lại đi. Không được đâu. Chúng ta là huynh đệ mà khách sáo cái gì chứ. Nè, đặt vô. Đặt vô đi. Tiểu. Huynh đệ à? Hả? Anh thật xin lỗi cậu nghe, lại thua sạch nữa không rồi. Sao? Khi nào có tiền thì trả cho tôi. Tôi không có đòi đâu. Hả? Lúc vừa gặp cậu tôi cảm thấy cậu rất quen á. Thì ra cậu là quý nhân của tôi nè. Đi. Đi đâu? Quý nhân à, theo tôi về nhà ăn cơm ha. Đặt đi. Hồi nãy giờ thắng nhiều thích quá à. Huynh không coi tôi là bạn thật rồi. Ê, sao cậu lại nói như vậy? Lúc nãy chỉ nói là ăn bữa cơm bình thường thôi. Huynh coi, toàn bộ đều là cao lương mỹ vị không à. Có gia đình bình thường nào mà ăn như vậy đâu. Nói hay lắm, không giấu gì cậu, lão gia nhà tôi rất có bản lĩnh. Dương gia ăn cái gì chúng tôi đều được ăn cái đó. Ăn nói lung tung, bộ bà rảnh lắm hả? Huynh đệ, cậu đừng có để bụng. Thật ra tôi chỉ là giữ cửa ở trong Dương phủ thôi. Chà, vậy bình thường huynh toàn gặp được quan lớn rồi còn gì. Quả thật khiến tôi bất ngờ đó nghe. Đây toàn là mỹ vị hiếm có, tôi có bỏ tiền cũng không ăn được đâu. Ăn ngon thì có tác dụng gì đâu. Tiền công mỗi năm của tôi thật sự vô cùng ít ỏi. Nói làm quản gia cho nhà giàu có, nhìn từ bên ngoài thì tưởng ăn ngon mặc đẹp gì lắm. Thật ra tôi còn không trả nổi tiền nợ nần. Huynh không biết câu đánh mười gạt chín sao?
Muốn thắng thì phải biết dùng kế chứ. Con gái à, lạc quan lên một chút. Con còn trẻ, sẽ gặp nhiều người tốt hơn đó mà. Nếu nó thật sự không thích con á, thì cho dù con có khăng khăng lấy nó đó, thì sau này nó cũng không có an phận chung sống với con đâu. Đây này con đi đâu vậy? Con muốn đi đâu? Đi tìm Quỳnh ấy. Sao cứ tự chuốc khổ như vậy? Con cũng phải hỏi cho rõ ràng chứ, không lẽ cứ để yên như vậy hoài hay sao? Nè con à, con. Đặt xong, Ê, tôi thắng rồi nè. Ê, trời ơi, thua nữa rồi. Đưa tiền đi. Công nhận may mắn thiệt. Ừ, đáng hơn mà. Xong rồi, xong rồi. May mắn thiệt đó. Tiếp. Cô lẹ đi. Gì vậy? Ôi trời, hốt hồn. Mở đi. Chắc gian lận quá. Được rồi, mở đi. Cua nha. Rồi, khôi ra. Lần này nhất định sẽ thắng nè. Ôi trời ơi, thắng thiệt nữa rồi. Thiệt đó. Đúng là may mắn đó nha. Sao mà xui dữ vậy? À, tên là ăn gian. Dám ăn gian phải không? Dám ăn gian là hả? Người mới là người ăn gian á. Người đâu? Bắt lại cho ta. Anh chết hắn cho ta. Ê, đừng đánh. Có gì từ từ nói. Dừng tay. Ai đang kiếm chuyện ở đây? Quan gia, ngày tới đúng lúc lắm. Xong bài này toàn là chơi ăn gian không mà, còn đánh người nữa đó. Đại nhân, chúng tôi là người làm ăn đàng hoàng. Hai cái tên cường đạo này tới quậy phá, cậu mau bắt chúng đi. Nói bậy á, rõ ràng bọn họ ức hiếp người ta trước, gạt của chúng tôi không ít ngân lượng, kêu họ trả chúng tôi đi. Không nói nhiều, ai đang kiếm chuyện ở đây thì bổn quan sẽ bắt kẻ đó. Người đâu? Dạ. Dắt hai tên lưu manh này đi cho ta. Dạ. Đi. Ông chủ à, anh thật ra lúc nào mà ông thân thiết với Lục Phiên Môn như vậy hả? Trời, thì ta cũng đâu có biết đâu. Huynh đệ à, bây giờ phải làm sao đây? Chúng ta thật sự bị nhốt vào đại lao hả? Trương huynh đừng lo, chuyện này do tôi mà ra, tôi sẽ nghĩ cách cho. Đại nhân, tôi có thể nói chuyện riêng một lát không? Nãy đóng kịch được chứ hả? Rất tốt. Để cầm cái này lát nữa thả người ra đi, tuyệt đối không được cho cha ta biết nữa nghe. Không có đâu. Chuyện hôm nay coi như dạy cho các ngươi một bài học, lần sau nhất định phải chú ý nha. Dạ. Một người dân lương thiện đi, có biết chưa hả? Đi thôi. Ê, như vậy là không sao rồi hả? Có tiền mua tiên cũng được mà. Ô, huynh đệ, làm phiền cậu nữa rồi. Ê, là huynh đệ với nhau, cái sáo làm cái gì? Chúng ta đi uống rượu đi. Được, uống rượu. Đã luôn ha. Tôi mời nghe. Huynh đệ à, tôi phải khuyên huynh một câu. Chơi 10 gạt 9, huynh theo Tề Dương nhiều năm như vậy, ít ra cũng có chút tích lũy. Huynh coi đi, bây giờ huynh cũng ăn sung mặc sướng như vậy, thì đừng có đi đánh bạc nữa. Tề Dương, tôi cũng vừa mới quen Tề Dương thôi à. Nếu mà tôi quen người này sớm hơn nữa thì nợ của tôi đã trả xong hết rồi. Giờ sao huynh không theo Dương gia vào kinh luôn đi? Chuyện này á, nói ra thì dài dòng lắm, cũng không tiện nói ra. Chúng ta đã là huynh đệ rồi mà. Huynh là quản gia của Dương phủ,
Nếu huynh có thể giúp đỡ người huynh đệ này để tôi có thể kiếm được chút lợi lộc từ Dương phủ, tới lúc đó tôi không quên ơn huynh đâu. Ông huynh đệ à, tôi cũng chỉ vừa mới tới làm việc trong cái Dương phủ này thôi. Cậu thấy tôi làm quản gia, đại quản gia đúng không? Nhưng so với những người giàu sinh ra tử cùng với Dương gia trong Dương phủ của chúng tôi, tôi chỉ là đồ bỏ. Vậy là huynh không giúp được tôi rồi. Không phải, phải nói như vậy nè. Thật ra tôi cũng chỉ là người mới được phái tới trước khi Dương gia vào kinh thành mà thôi. Ê, nói vậy huynh cũng đâu ở trong Dương phủ nhiều hơn Dương gia đâu, có phải không? Cậu chọc tôi phải không? Tôi nói cậu nghe nha, thật ra tôi đã được phái tới đây để canh chừng Dương gia. Tôi phải canh ông ấy thật kỹ. Coi chừng ông. Trên này mà cũng có người coi chừng Dương gia sao? Đang ngồi ở đây uống rượu, tôi cũng đã uống rượu nói lung tung những lời nói hôm qua mà tôi đã nói ra. Tôi nói huynh đệ nha, là trời biết, đất biết. Hiểu rồi. Uống. Cậu cũng biết đó, cái vị thủ phụ đại nhân, ông rất đề phòng e ngại Tề Dương gia. Những lời đồn lúc trước ở trong kinh thành cậu biết rồi đúng không? Hay trời, thủ phụ đại nhân lợi dụng tôi, còn tôi cũng đang lợi dụng ông kiếm chút tiền ở Dương phủ thôi. Hey, để đi cờ bạc chút đỉnh thôi. Cho nên huynh đệ à, chuyện kiếm chắc đừng có nhắc nữa. Chắc tôi cũng không ở Dương phủ được bao lâu đâu. Phức tạp quá, không hiểu cái gì hết. Cậu không hiểu là được rồi. Có vài chuyện nghe mà không hiểu còn tốt hơn là hiểu luôn đó nha. Cho nên chúng ta cứ không hiểu đi. Càng ly. Được rồi, được rồi. Cái gì? Huynh nói người hãm hại Dương gia chính là Trương quản gia? Trương Thế Kiệt đó là nội gián được cài vào Dương phủ. Trước khi Tề Dương tới chỗ này, căn bản là một con cờ. Con người của hắn ta cờ bạc cũng chỉ vì kiếm một chút ít ngân lượng mà thôi. Tề Dương với Lưu Cát đấu đá tưng bừng, lúc nào cũng có thể lên đài. Hắn phải đi tìm đường lui cho mình trước. Sao huynh lại biết tường tận như vậy chứ? Chứ cô nghĩ mấy ngày nay tôi làm gì? Sở dĩ Lưu Cát dùng Trương Thế Kiệt chính là vì biết con người hắn thích cờ bạc. Con người nông cạn mới dễ dàng bị người khác lợi dụng. Việt Đông, hey, mau bắt người lại cho ta. Bất cứ lúc nào. Không, bây giờ không thể bắt người. Phải nuôi. Nó không chừng có thể lợi dụng hắn để tìm được chứng cứ mưu hại Dương gia. Quan trọng là nếu Bá Long tìm vết, còn có thể giúp được Dương gia thoát khỏi cảnh giam cầm như bây giờ để đánh bại đối thủ. Sở dĩ ta đồng ý phá án cho Dương gia là vì những năm tháng sau này của cha ta và ta có thể an cư lạc nghiệp. Câu nuôi này của cô bắt ta phải đợi tới ngày tháng năm nào đấy? Bây giờ hoàng thượng đã bất tỉnh, chuyện lập vua không thể kéo dài. Bởi vì chỉ có hại Dương gia hắn mới thuận tiện lên ngôi, cho nên đối phương nhất định sẽ có hành động. Nếu như đối phương mãi mãi không có động tĩnh gì thì tôi phải đợi ở Dương phủ cả đời luôn sao? Cũng có ai giữ huynh lại đâu. Cô được lắm. Thì tôi nói cô đó, cô mua quần cho tôi, đương nhiên là tôi nợ cô rồi. Quần gì vậy? Liên quan gì tới đệ? Trời, đệ làm gì vậy? Việt Đông ca. Hả? Lực Hành ca ca đâu rồi? Huynh cũng không biết nữa. Huynh nói dối. Huynh nói dối muội làm gì? Huynh thật sự không biết. Đừng có làm khó huynh nữa mà. Được, muội không làm khó huynh nữa. Huynh không nói thì muội không đi. Muội ngồi ở đây đợi tôi nấy. Không được, trời ơi đại tỷ à, muội đừng làm loạn nữa mà. Đứng dậy, đứng dậy, nhanh lên. Bỏ ra đi. Được rồi, được rồi, được rồi. Nói cho muội biết huynh ấy ở Tề Dương phủ. Sao tự nhiên huynh ấy tới Tề Dương phủ làm gì? Điều tra án chứ làm gì. Vậy huynh giúp muội đi tìm huynh ấy. Trời ơi, tìm huynh ấy làm cái gì? Muội muốn gặp huynh ấy hỏi cho rõ rốt cuộc có muốn cưới muội hay không. Muội tưởng ai cũng vô được Tề Dương phủ hả? Muội đó. Thôi hay là vậy đi, huynh sẽ phái người đi tìm huynh ấy. Muội về trước đi ha. Ca, muội không về được. Trong thôn ai cũng đồn đại nói Lực Hành ca ca không cần muội nữa.
Bây giờ muội đã không còn đường để đi nữa rồi, chỉ có thể tìm Lực Hành ca ca. Vậy huynh tìm cô ấy giùm muội nha. Thật hả? Huynh không có gạt muội chứ? Không có gạt muội đâu, bây giờ huynh đi liền đi. Rốt cuộc cô nghĩ kỹ chưa? Cô không hành động, không chừng người ta sẽ chạy đó. Huynh có nắm chắc chứng cứ người muốn hãm hại Dương gia chính là Trương quản gia không? Tôi không có, nhưng chắc chắn là liên quan tới hắn rồi. Huống hồ gì, kẻ ăn trộm ở trong Dương phủ lại chính là hắn. Bắt hắn thì sai ở chỗ nào đâu. Nhưng mà tôi căn bản không quyết định được. Không phải trước khi đi Dương gia đã nói chuyện lớn nhỏ trong phủ đều do cô xử lý sao? Thì nói là vậy, nhưng tôi thấy chuyện như vậy vẫn nên bàn bạc với Dương gia trước rồi hãy quyết định. Cô nói với Dương gia chưa? Tôi nói rồi, nhưng mà Dương gia vẫn chưa có hồi âm. Tôi cũng không thể tự ý hành động. Khó khăn lắm mới vụ rắn ra hang, không thể để mất cơ hội. Hay là như vậy, cô dẫn tôi đi gặp Dương gia, tôi sẽ giải thích với ngài ấy. Lực Hành, có chuyện gì? Lực Hành, Nhuế Khê tới kinh thành rồi, sống chết đòi gặp huynh đó. Trời ơi, mệt muốn chết. Đứng đây làm gì nữa, mau về theo đệ đi, nhanh lên. Đi, nhanh. Nè. Không kịp thôi. Nữa rồi, nhanh lên đi. Hey. Ca. Muội vội vàng tới tìm huynh làm gì hả? Huynh có mệt không? Muội nấu cái gì cho huynh ăn nha. Huynh không đói, có gì thì nói đi. Nghe Diệt Đông ca ca nói huynh đang phá án cho Dương gia, huynh thật là giỏi. Muội đi từ Thông Châu tới kinh thành chỉ để hỏi mấy chuyện này thôi sao? Tại muội nhớ huynh mà nên mới thăm huynh. Ca, huynh có nhớ muội không? Nếu không có gì nữa thì huynh đi đây, còn phải đi phá án nữa. Ca. Nè. Huynh về Thông Châu với muội đi. Bỏ ra đi, rốt cuộc muội muốn gì hả? Hoặc là bây giờ đồng ý thành hôn với muội, hoặc là bây giờ về Thông Châu. Có gì khác nhau sao? Muội không buông á thì đừng trách huynh nha. Muội không có buông đâu. Nè, huynh về với muội đi mà. Chuyện gì vậy? Huynh ấy muốn tự hôn kìa cha. Muội nói cái gì vậy? Ai là cha của muội chứ? Vốn dĩ là vậy mà, toàn bộ người Thông Châu đều biết hết. Muội đã là con dâu của thân gia rồi còn gì, chỉ thiếu làm lễ thôi. Muội đừng có nói lung tung mà. Nè, Lực Hành, con không được nói chuyện với Nhuế Khê vậy đâu. Nhuế Khê con đừng buồn nha, ta sẽ làm chủ cho con. Làm chủ cái gì chứ? Chuyện của con thì tự bản thân con làm chủ. Ta là cha của con đó, cha sẽ quyết định. Không phải con muốn phá án sao? Đợi sau khi hai đứa thành thân xong rồi hẳn tính tiếp đi. Cha, con nói thật cho cha biết luôn, con không chấp nhận cuộc hôn nhân này. Con nói lại lần nữa coi, muốn cha đánh con có phải không? Sư phụ à, quân ấy làm sai gì mà đánh quân ấy hoài vậy? Phải đối xử tốt với Nhuế Khê cho ta. Ê Lực Hành, có chuyện rồi. Trương Thế Kiệt bị giết chết, xác nằm ngoài đường đó. Mau đi theo đệ coi đi. Đi nhanh. Nhuế Khê à, đừng có quậy nữa, mạng người quan trọng đó. Cổ là ai? Lần trước chúng ta gặp rồi, tôi tên Tô Giật Thanh. Tôi biết rồi. Biết rồi mà còn hỏi? Đang hỏi huynh, cổ là ai? Tôi tới từ Tây Dương phủ, lần này tới tìm Thân Lực Hành cùng nhau phá án. Không nói chuyện với cô. Thân Lực Hành, huynh nói cho muội biết, cổ là ai? Nhuế Khê à, tôi cô nương đi chung với bọn huynh để phá án thôi. Đợi bắt được hung thủ rồi, Lực Hành sẽ gia nhập Lục Phiến Môn. Tới lúc đó huynh ấy có thể theo muội về Thông Châu thành hôn rồi. Để nói gì cô cũng không tin đâu. Huynh không nói làm sao biết muội không tin? Bởi vì trong lòng của muội căn bản đã có đáp án rồi, nói gì cũng vô dụng. Thân Lực Hành, chúng ta cùng nhau lớn lên từ nhỏ, muội coi huynh như ca ca, huynh coi muội như muội muội. Muội hiểu huynh hơn ai hết. Huynh dám nói với muội huynh không thích cổ hay không? Không phải, cô nên nghĩ quá nhiều. Tôi không có nói chuyện với cô. Diệt Đông, hai người đi đi, huynh sẽ tới sau. Được. Huynh có biết không, Thân Lực Hành, bây giờ nhà của muội đã trở thành trò cười cho cả thôn. Cả tên đồ tể cũng cười muội. Hôm nay muội tới chính là để hỏi huynh một chuyện mà thôi. Rốt cuộc huynh có muốn lấy muội hay là không muốn lấy đây? Nếu như huynh nói không muốn lấy muội, bây giờ muội sẽ về ngay, dẫn theo người nhà của muội bỏ đi thật xa, mãi mãi không xuất hiện trước mặt huynh nữa. Đợi sau khi phá án xong, huynh sẽ trở về Thông Châu lấy muội. Được, muội đi chung với huynh. Không được. Bạn huynh đi được, còn muội thì không sao? Đúng vậy. Thân Lực Hành, huynh là tên lừa gạt. Trong lòng của huynh quan tâm cô ta hơn sao?